Bạn có bao giờ nghĩ con sâu bé bé xinh xinh lại là nhân vật chính của một lễ hội không? Có đó nha. Ở ngôi làng Blackwater, nước Anh, người dân tổ chức lễ hội bắt sâu toàn thế giới vào tháng 5. Nhiệm vụ của người tham dự là tìm những chú sâu được giấu trong đất mà không được đào bới hay làm chúng bị thương. Họ có thể hát, dậm chân theo nhịp, thổi sáo, tưới nước để dụ các bé sâu ngó lên mặt đất. Các bạn biết không, kỷ lục bắt nhiều sâu nhất lại thua về một bạn gái 10 tuổi với thành tích 567 con sâu đó.